Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội của Ngọc Ánh nhá. Hôm nay xin trân trọng gửi tới quý khách hàng vị trí 2 căn nhà tại tổ 10 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với cái giá chào bán 2 tỷ 2 với cái diện tích 30m và xây dựng thiết kế là 5 tầng. Ngõ trước nhà là 1m6, cách đường ô tô đi lại 10m mọi người nha. Đó. Tất cả cái hai căn nhà này Ngọc Ánh quay gửi tới quý khách hàng đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với cái thông số diện tích là 30m và thiết kế xây dựng là 5 tầng thì cái căn nhà này được thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà. Với cái mặt tiền của ngôi nhà là 3m6, rất là rộng mọi người ạ. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là lớp cửa kính cường lực. Mời mọi người theo ngõ anh cụ thể vào phía tầng 1 của ngôi nhà xem tầng 1 ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Trên video mọi người có thể nhìn qua, có thể quan sát luôn về phần gạch lát nền, trần thạch cao cũng như là hệ thống sơn đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Với cái ngôi nhà này chỉ việc dọn đồ về ở thôi, hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được hoàn thiện đầy đủ rồi mọi người nha. Nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Với căn phòng khách rất là rộng, tông màu chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng. Gạch lát nền là gạch 60-60, vân đá màu trắng luôn. Đó. Đứng từ phía phòng bếp ra cái khu vực phòng khách rất là rộng. Mặt tiền 3m6 của ngôi nhà cũng là một cái ngôi nhà có cái mặt tiền lý tưởng đấy mọi người ạ. Trên tầng 2 này còn được thiết kế xây đua ra một chút cho nên là lên tới tầng 2 rất là rộng. Tầng 1 của ngôi nhà ngoài vị trí phòng khách thì có phòng bếp nữa mọi người ơi. Phòng bếp của ngôi nhà được thiết kế là gỗ MDF, chống cong vênh, mối mọt, đầy đủ phụ kiện bếp, chất liệu inox 304, chậu rửa bát. Mặt bếp được ốp đá granite màu đen và xung quanh bếp là được ốp kính minh long. Đó, rất là sạch sẽ, dễ lau dọn vệ sinh. Với cái không gian bếp này cũng rất là rộng và cái thiết kế bếp là chữ L, rất là thoải mái. Vị trí của ngôi nhà thì rất là gần với chỗ để xe ô tô, cũng như là rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, cách ngã tư Lê Trọng Tấn khoảng tầm 2 cây, cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 1,5 cây thôi mọi người nha. Cách chợ dân sinh 200m, trường mầm non tiểu học Yên Nghĩa chỉ trong phạm vi bán kính 500m quay đầu. Ở đây có một nhà vệ sinh nữa ạ. Nhà vệ sinh có đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước. Tổng lên trên 5 tầng của ngôi nhà, cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang được thiết kế là gỗ lim, rất là chắc chắn nha mọi người. Mặt bậc, cổ bậc được ốp đá đen trắng granite. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà xem tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào nhé. Với căn nhà 30m² thiết kế cầu thang ở phía cuối ngôi nhà cho nên là thiết kế ở trên tầng 2 rất là rộng mọi người nha. Với tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Bước lên trên phía cầu thang có một cái hành lang khá là rộng để đi vào phía căn phòng ngủ và nhà vệ sinh cũng thế mọi người ạ. Thì đây chính là vị trí căn phòng ngủ của ngôi nhà với cái diện tích khoảng tầm 20m², được lát sàn gỗ. Trên tầng 2 cũng được thiết kế đầy đủ về trần thạch cao, hệ thống điện, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, cửa sổ hướng ra bên ngoài, rất là thoáng, hướng nhà là hướng Tây Nam. Cửa sổ thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa kính và bên trong là cửa inox 304. Đây, phía dưới chân Ngọc Ánh là sàn gỗ công nghiệp. Toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa gỗ lim. Đó, với cái diện tích của cái căn phòng này khá là rộng. Ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ rồi mọi người nha. Cáp mạng. Đây chính là vệ sinh phòng tầng 2 của ngôi nhà. Đầy đủ hệ thống bồn cầu, lavabo, gương tắm, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Và trong cái nhà vệ sinh tầng 2 thì đã được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần, tạo một cái không gian phòng tắm rất là rộng. Vậy thì tầng 3 và tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em.
Với thiết kế tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế tương tự như tầng 2. Ở phía hành lang đi vào ngôi nhà là được lát gạch 60-60 vân gỗ. Ở phía hành lang mọi người có thể nhìn thấy đây, chủ đầu tư cũng rất là chỉn chu trong cái phần trang trí hệ thống trần thạch cao cũng như là chiếu sáng đèn led ở phía hành lang. Nên là bước chân lên phía hành lang cũng bật đèn lên thì rất là sáng mọi người nha. Phòng ngủ tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2, với cái diện tích phòng ngủ cũng xem xem tầm 20m và có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, phòng nào cũng rất là thoáng, rất là rộng. Đó. Dây chờ áp, chờ điều hòa đều được thiết kế đầy đủ. Cửa thông phòng gỗ lim rất là chắc chắn. Với vị trí của ngôi nhà thì cũng nói phải thật là rất là xuất sắc, gần với vị trí ô tô đỗ được này, giá thì hợp lý với cái thiết kế xây dựng là 5 tầng. Nhà vệ sinh tầng 3 đây, tương tự tầng 2, cũng đầy đủ hệ thống sen cây, tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo. Sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ với cái căn nhà này xây dựng 5 tầng, Ngọc Ánh thấy rất là hợp lý. Mời quý vị theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở trên đây là có một cái cửa sổ ở phía hành lang mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong cái hành lang này và vào trong cái phòng ngủ tầng 4 mọi người ạ. Rất là rộng, rất là mát. Đây, nhà vệ sinh đây, tầng 4 đây. Ngọc Ánh quay qua thôi cho mọi người thôi nha, bởi vì là thiết kế nó tương tự nhau như tầng 2, như tầng 3 vậy. Đó, 2, 3, 4 đều được lát sàn gỗ. Phía ngoài hành lang thì đã được gạch lát gạch 60-60 vân gỗ. Nhà vệ sinh đây. Lên trên tới tầng 4 của ngôi nhà thì căn nhà này đã có tổng là 3 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh rồi mọi người ạ. Vậy thì tầng 5 thiết kế của ngôi nhà như thế nào? Với tầng 5 của ngôi nhà được thiết kế khi bước chân lên trên phía cầu thang là có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang này, rất là sáng. Tầng 5 cũng có cửa sổ ở đây để hướng vào cái phía hành lang. Ở đây là khu vực để máy giặt. Đây mọi người nha, đây là khu vực để máy giặt, được chủ đầu tư lát riêng một loại gạch ra để phân biệt. Đây chính là vị trí căn phòng thờ của ngôi nhà, nhỏ xinh cũng rất là tiện, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Căn phòng thờ này thì đã được lát gạch 60-60 vân gỗ, tạo nên một cái không gian cũng khá là ấm cúng mọi người ạ. Đấy, đều có hai cửa, cửa trong, cửa ngoài. Và đây chính là khu vực sân phơi, phần cuối cùng của ngôi nhà. Đây, khu vực sân phơi đều có cái chuồng cọp an toàn rồi. Và với cái vị trí của ngôi nhà, Ngọc Ánh cũng đã quay và review rất là rõ cụ thể từ tầng 1 lên tầng 5 của ngôi nhà. Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này có thể liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video của em thì nếu như mà thấy hay thì bấm vào like để ủng hộ em, cũng như nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những video bất động sản tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.